Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món mắm Thái chay với các bạn. Nguyên liệu gồm có đây là 300g mì căn mà mình đã sắt cộng nhỏ nhỏ vậy các bạn. Các bạn biết không, khi mà mắm Thái mặn á thì cái con mắm á, là con cá mắm cá lóc. Cá lóc người ta sắt ra người ta mới trộn với tất cả là đu đủ cải đỏ hoặc khóm. Còn cái này là mình làm mắm Thái chay nên mình lấy mì căn. Mình thế vào đó là cái mắm lóc nha. Mình khứa vuông vuông như vậy nè. Một lát mình sẽ trao gia vị vô để cho nó thấm. Mình giả là cá lóc nha các bạn. Đó. Ở đây là đu đủ, dưa leo, cà rốt, củ cải mặn và một trái khóm. Đó, dưa leo thì các bạn nếu mà thích sắc miếng thì miếng sắc nha. Còn mình là thích sắc nó nhỏ vậy luôn. Tại vì đu đủ tất cả các loại này nó đều sắc cộng cộng không nhỏ, mà nếu cái cộng này mình sắc to quá thì nhìn nó không đẹp nha, nên mình sắc nó đều với nhau hết. Rồi trái khóm này thì một lát mình sẽ sắc nhỏ ra nha. Rồi nguyên liệu gồm có là một dĩa rau này là 1,2 kg, tổng quát hết luôn trái khóm là 1,2 kg, 300g này nữa là 1,5 kg và 1,5 muỗng canh nước mắm nha. Và đây là 1 muỗng canh tương. Cái này là mắm tương nha. Mắm tương này là tự nhà mình làm nha các bạn. Mình mua đậu nành về rồi mình ủ rồi mình làm mắm nha. Mình làm tương bần nè. Để có dịp nào rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món tương bần này để dành ăn nha. Ở đây là mình không rang gạo, không rang thính, mà chỉ rang mè. Ở đây là 2 muỗng canh mè mình đã rang sẵn rồi. Mình rang mè trắng nha. Một lát nữa là mình sẽ xay. Ở đây là có một chút xíu mì căn lá nha, mình cũng sắc cộng nhỏ nhỏ rồi một lát mình sẽ chiên. Và đồng thời có một chút xíu tỏi sắc miếng, ớt sắc miếng và một củ gừng bằng ngón tay cái sắc nhỏ và một chút xíu tỏi này mình sẽ băm nhỏ nha. Mình làm mắm nên mình không có xài hành, mình chỉ xài tỏi không, tại mắm nó sẽ hợp với tỏi. Rồi bắt đầu bước đầu tiên thì bây giờ mình sẽ sắc khóm ra. Mình sẽ sắc khóm xong mình sẽ bỏ vào đây 1 muỗng canh đường, một muỗng cà phê đường nha các bạn. 1,5 muỗng cà phê đường. Mình sẽ xóc lên. Rồi trong khi mình xóc lên là mình để đây. Bây giờ bắt đầu mình chiên mì căn với tàu hủ kia nha. Rồi. Nếu các bạn thích sắc cộng to thì sắc, cũng như để nguyên cái khóm mình sắc như là mình sắc bầu, sắc bí mình nấu canh cũng được, sắc nhỏ cũng được. Cho mình thì thích sắc nhỏ để một lát mình sên nó sẽ ra cái nước, ra cái nước nó sẽ đồng thời nó sẽ thấm vô mà những cái củ cải đỏ, cải trắng của mình nó sẽ rất là ngon nha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, dầu đã nóng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào. Mình vớt ra. Này mình chiên cho nó vàng hết trơn nha các bạn. Bây giờ mình chiên được vàng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây. Một chút xíu màu điều. Cho nó thấm cho từ từ cho nó tựa giống mắm nha. Xịt cho đây một chút xíu nước tương. Nó đỏ đỏ mà nó đen đen thì nó mới giống là mắm lóc nha. Rồi mình để cho thấm. Giờ mình đi xào khóm.
Mà mình cũng chia sẻ các bạn nha, cái khi các bạn mà mua mì căn này về á, các bạn sẽ luộc lại nha, nấu một miếng nước bỏ vô một chút xíu bột nêm chay, đừng bỏ muối nha, tại trong khi người ta làm mì căn là người ta đã dặn vô một miếng muối rồi, nó mặn mặn rồi. Trong khi các bạn mua về các bạn luộc sơ lại để cho nó kỹ á, rồi bỏ vào một chút xíu bột nêm thôi, là để luộc xong nó sôi dài dạo các bạn ngắt xuống là nó sẽ thấm vô cái cọng mì căn của mình rất là ngon nha. Rồi giờ mình để đây mình sẽ đi xào khóm. Bây giờ mình trút dầu ra rồi mình chừa làm một chút xíu nữa các bạn. Giờ mình sẽ bỏ tỏi vào. Khóm thì các bạn sắc to sắc nhỏ thì tùy thích nha, còn mình thì thích sắc nhỏ vậy nè. Mình ốp đường vô trong khi mình xào này thì cái khóm này nó sẽ tiết ra cái nước, cái nước khóm nó rất là thơm, vừa thơm lại vừa ngọt, nó thơm thanh thanh mà nó lại ngọt nữa nha. Còn như là các bạn mà sắc ra rồi cái chảo các bạn không bỏ dầu vô rồi các bạn bỏ khóm vô cũng dạng như sấy cho khô đi á thì cũng được, chứ không phải là không được, nhưng mà mình thì lại thích làm kiểu này hơn. Cái kiểu này thì khóm ốp đường vô đây một miếng thì khóm nó xào nó ra cái nước, khi xào nó sẽ tưới tiết ra cái nước này các bạn, rồi mình sẽ tận dụng cái nước khóm này nó ra, mình xào cho nó chín, cho nó đổi màu, cho nó hút đường vô đây xong rồi nó sẽ ra nước rồi mình trộn vô mắm nó rất là ngon nha. Cái này mình làm ăn chỉ một tuần lễ hết rồi, mình không có làm cái kiểu kha kiểu kia, mình làm cái kiểu này là ăn từng hai tuần cũng vẫn được, mình ăn xong mình lấy vào mình bỏ vào tủ lạnh, khi nào ăn mình lấy ra nó vẫn ngon bình thường. Xào để cho nó tiết cái nước khóm ra, nó chín cái khóm này, nó săn cái khóm này lại. Mình sơn tựa như sơn mứt vậy, nhưng mà không có để như là khô sơn mứt nha. Giờ mình bỏ khóm vô mình xào xong rồi mình bỏ củ cải mặn vô mình cũng xào luôn rồi nha các bạn. Mình bỏ vô mà mình quên nó bấm máy nên nó qua cái khúc mà mình hồi nãy có bỏ vô nửa muỗng nước mắm với một muỗng tương vô đây nha, với một muỗng rưỡi đường cát. Mình bỏ mà mình quên bấm máy các bạn. Giờ mình chỉ nói lại nha. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống xong rồi sẽ xào nước sốt. Giờ mình bắt chảo lên cho vào đây miếng dầu miếng tỏi nha. Bây giờ tỏi đã vàng rồi, mình sẽ cho nước tương vào nha, mắm chay á các bạn. Mình bỏ vô miếng nước mình quậy cho nó sệt, cho vào đây một muỗng canh nước mắm. Cho 2 muỗng canh đường. Cho vào một chút xíu bột ngọt, cái muỗng ăn kem này các bạn. Bây giờ nước sốt đã được rồi nha các bạn. Đó, giờ nó sánh rồi. Bây giờ mình chỉ trộn thôi nha. Cái thao này nãy mình ốp mì căng á các bạn, mình rút ra rồi còn cái thao nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vô. Các bạn nên nhớ nha, hồi các bạn mua củ cải về các bạn sẽ bào xong rồi củ cải, đu đủ, dưa leo thì một cái là cho vào một miếng muối mình ngâm riêng á, rồi cái cho vào một miếng đường. Chứ khi các bạn làm xong một món cho vào miếng đường, một món cho vào miếng đường nhiều thì mình cho nhiều đường, còn ít thì mình cho ít, chừng nửa muỗng cà phê hoặc một muỗng cà phê cũng được đó, mình cho như vậy á. Rồi lát cái nó cho khoảng chừng 15 phút sau là nó đã yếu rồi, nó mềm rồi, nó dịu lại rồi.
Xong rồi các bạn dắt dắt cho thiệt là ráo, rồi đem ra ngoài hông. Mình thì không có máy sấy, nên mình hồi nãy mình làm xong á, mình không muốn mất thời gian của các bạn, nên mình đã đem ra ngoài nắng á, mình bỏ ra cái nia, đem ra ngoài nắng. Mình đã hông nắng rồi, bởi vì làm thấy của mình nó khô queo à, nó ráo rất là đẹp. Các bạn muốn thích dưa leo sắc to thì sắc nha, tại vì mình muốn sắc là cho nó đều với nhau á, nó không có cọng nào to cọng nào nhỏ hết. Rồi bây giờ mình sẽ đổ này vô, đổ khóm vô. Bây giờ mình trộn đều lên, trộn sơ xong rồi mình sẽ cho nước sốt vào. Bây giờ mình sẽ cho nước sốt vào. Cho gừng tí xíu gừng vô nha, tỏi, ớt vào luôn. Bây giờ làm mắm Thái không giống xưa đâu các bạn. Giờ người ta làm đa dạng lắm. Nhiều khi làm mắm Thái pha chế thêm phay môn, phay tây, rồi phay lang, rồi củ cải đỏ, rồi đu đủ, người ta chế biến ra nhiều cách đó, chứ không giống như ngày xưa. Ngày xưa mắm Thái chay là không có trộn mấy thứ đó. Mình làm theo kiểu này là cái kiểu hồi xưa nè. Hồi xưa đi chùa mà ăn mắm Thái chay này là ngon, thịt là ngon luôn. Bây giờ trộn đều lên rồi các bạn. Ăn rất là vừa ăn luôn nha. Vừa vừa lắm đó luôn á. Để có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mắm Thái nữa. Nhưng mà mắm Thái kia thì mình phải ủ, ủ 2 ngày. Cái mắm của mình ra màu rất là đẹp. Là các bạn thấy cái này cũng như ăn, khi mà mình ăn nó dai dai á thì y như là cái con mắm lóc kìa. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thính vào nha. Đây, cái này là không phải thính gạo mà là thính mè trắng rang rồi xay nha các bạn. Đây mình mới xay xong 2 muỗng canh nữa các bạn. Đây bây giờ mình rắc vào, mình sẽ trộn lên. Trộn lên thì sẽ nó ráo, nó không còn bớt nữa. Cái này các bạn làm xong bỏ vô tủ lạnh, mình có thể ăn được 2 tuần, 3 tuần nha. Không sao hết. Thơm thiệt là thơm. Thơm dậy mùi luôn. Cho hết vào luôn. Mè này mình cũng ăn cũng tốt cho sức khỏe chứ đâu có sao. Nhưng mà mình làm cũng vừa phải, làm nhiều quá thì nó sẽ không ngon. Cái gì nó có cái độ lượng của nó. Rồi bây giờ mình múc ra dĩa nha. Này các bạn thấy rất ngon không? Ngon quá chừng luôn chứ gì. Rất ngon. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Đây bây giờ mình đã múc ra dĩa rồi nha các bạn. Này các bạn thấy rất ngon nha. Mà các bạn làm mắm Thái chay hoặc là tất cả các loại mắm thì các bạn thích xài hành thì xài nha.
Nhưng mà mình thấy xài tỏi thì nó rất hợp với là mắm, các loại mắm nha các bạn. Đây ớt sắc phanh, ăn rất là ngon nha các bạn. Cái này các bạn ăn với bánh mì, mua ổ bánh mì các bạn nhận vô ăn cũng là ngon lắm nha. Đó, đây là mắm thái, thái chai của mình đây. Mình làm được một dĩa này với một hũ nè các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh, mình ăn được 2-3 tuần luôn nha. Thôi mình chào các bạn nha. Mình chúc các bạn làm món chay này ăn ngon miệng nha các bạn. Là món chay này mình để dành bỏ vào tủ lạnh để những cái ngày mà mình bận rộn đó, mình không có làm đồ ăn được á, rồi các bạn lấy ra ăn rất là đơn giản, rất là ngon nha. Thậm chí sáng không có gì ăn, các bạn có thể là mua bánh mì về nhận mắm thái chay này vô ăn cũng vẫn ngon nha. Nó mặn mặn, ngọt ngọt, đu đủ thì rất là giòn. Còn các bạn muốn thích đu đủ, các bạn muốn thích xào thì xào nha. Còn mình chỉ thích là phơi khô thôi, phơi thì nó héo, thật là héo, tại nhà mình không có lò sấy nên mình chỉ làm vậy thôi nha các bạn. Thôi mình chào nha, chúc các bạn được dồi dào sức khỏe nha.